Động cơ đằng sau việc Forbes nhắc tên Pinatubo. Chào các pioneer. Có lẽ chúng ta đã không còn xa lạ gì với những pha đón sóng của những ông lớn khi họ tìm cách nhìn ngó vào dự án Pinatubo. Vì cộng đồng người dùng đông đảo, Pinatubo luôn là bến đỗ của những thương hiệu đang tìm kiếm một kênh viral hiệu quả. Những con sóng hồi đầu năm như sàn giao dịch Huobi, XT.com, ListBitcoin, Golden Insurance xuất hiện trên Pi Browser, ứng dụng ví Web3 đưa Pi vào danh mục tài sản niêm yết. Certix cũng muốn đưa Pi lên audit. Và còn nhiều những thương hiệu đình đám cũng đã từng nhắc đến Pi Network. Có thể tên của những tổ chức này vừa lạ vừa quen đối với nhiều người, nhưng mẫu số chung là họ đều muốn nhắm đến Pi Coin và nhờ vào Pi Network để tiếp cận với lượng data người dùng khổng lồ. Và mới đây, câu chuyện này lại được kể lại một lần nữa khi mà ông lớn Forbes lại đưa Pi Coin vào danh mục các lớp tài sản kỹ thuật số Forbes Digital Assets. Và điều này lại tạo nên một làn sóng FOMO mới. Hơn hết, nó còn kéo giá Pi tăng vọt trên thị trường. Vậy Forbes thực sự là gì? Tại sao nó có thể tạo ra sự phấn khích cho thị trường như vậy? Và liệu mức giá mà Forbes đang hiển thị có phải là giá trị thực của Pi Coin hay không? Trong video hôm nay, CryptoLeakVN xin mời các pioneer cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể hơn về những câu hỏi này. Qua đây chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng những kịch bản để có thể mua bán Pi khi Open Mainnet bắt đầu diễn ra. Phần 1. Forbes và câu chuyện Pi Coin. Trên thực tế, cái tên Forbes đã không còn xa lạ gì với dân đầu tư tài chính toàn cầu. Forbes là một tạp chí có uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính và đầu tư. Cũng như chính Forbes là tạp chí công bố các bảng thống kê về người giàu nhất thế giới mà chúng ta hay dùng. Cho đến hiện tại, tạp chí này đã ra đời được 105 năm và vẫn đang là một tượng đài trong lĩnh vực báo chí tài chính. Các bình luận chuyên môn tài chính trên Forbes luôn được nhiều người tham khảo như một nguồn thông tin vô cùng giá trị. Trong đó, Forbes Digital Assets là một nền tảng chuyên môn về đầu tư, cung cấp những nghiên cứu thị trường toàn diện, đăng tải các dữ liệu và các phân tích độc quyền, cũng như các tin tức và bình luận cho những nhà đầu tư và người tham gia thị trường là những người đang tìm hiểu xu hướng thị trường tài sản kỹ thuật số. Ở đây, Forbes muốn nhấn mạnh vào các nhóm ngành công nghệ như crypto, blockchain, NFT. Qua đây, chúng ta cần lưu ý, Forbes Digital Assets không phải sàn giao dịch mua bán tiền điện tử, nó là một thời báo của tạp chí Forbes. Và mới đây, Pi Network đã xuất hiện ngay trên bảng niêm yết giá của trang này. Điều đáng chú ý là mức giá hiển thị đang được lấy từ nguồn sàn Huobi với mức giá lúc vừa đăng tải ở mức 25 đô. Các thông tin chuyển động này đã được cộng đồng nhiệt liệt hưởng ứng và thảo luận xôn xao trên các diễn đàn mạng. Phần 2. Forbes có định giá Pi Coin. Chúng ta cần lưu ý một chi tiết, đó chính là Forbes chỉ đăng tải mức giá được dẫn nguồn từ một sàn giao dịch, chứ không phải Forbes đang định giá Pi Coin dựa trên những phân tích của thời báo. Đây là một chi tiết rất quan trọng, vì ngoài sàn Pi Bridge đang cho giao dịch Pi Coin thật, thì tất cả các sàn trên thế giới hiện nay đều chỉ đang giao dịch Pi Coin dưới hình thức IOU, tức là chỉ số Pi, và không thể nạp rút Pi thật trên blockchain Pi. Bên cạnh thông tin niêm yết về giá, thì Forbes cũng giới thiệu khá nhiều thông tin về dự án Pi Network, như giới thiệu sơ bộ, cập nhật website, source code, GitHub và các kênh truyền thông. Ngoài ra, Forbes cũng trích xuất dữ liệu từ Huobi và niêm yết mức chuyển động giá của Pi Coin để cập nhật lịch sử chuyển động theo biểu đồ. Phần 3. Pi Coin được định giá như thế nào? Qua sự kiện này, một lần nữa chúng tôi cũng muốn nhắc nhở cộng đồng, giá của Pi Coin hoàn toàn phụ thuộc vào cán cân cung cầu của thị trường. Các mức giá hiện nay chỉ đang ở trạng thái IOU và không phải là giá trị thật của Pi Coin. Tuy nhiên, về phía các holder đang có Pi Mainnet, đây rõ ràng là một cơ hội rất tốt để tích lũy, để sau này có thể nạp Pi lên các sàn và bán ra fiat với giá tốt. Có hai cách mà các pioneer có thể gia tăng tài sản của mình từ cơ hội này. 1. Giữ chặt số Pi Coin hiện có chờ ngày Open Mainnet. 2. Mua thêm Pi Coin với giá rẻ hiện tại. Với cán cân cung cầu vào thời điểm này, giá Pi Coin giao ngay ở thị trường tự do OTC chỉ đang ở mức 9.000 một Pi, trong khi sàn Pi Bridge đang cho phép giao dịch Pi thật cũng chỉ ở mức từ 0,39 đến 0,45 đô một Pi. So với giá của các sàn như XT và Huobi thì mức chênh lệch này sẽ đem lợi nhuận rất lớn cho Pioneer, thậm chí là x50 đến x100 lần tài sản. Đối với các Pioneer thực tế hơn hoặc có nhu cầu đổi Pi ra tiền fiat hoặc các dạng stablecoin như USDT
thì người dùng cũng có thể dùng nền tảng P-Bridge để bán ra các loại tài sản khác. Giá trị của Pcoin trên sàn này luôn được đảm bảo thanh khoản khá dồi dào. Đến đây thì video đặc biệt của chúng ta cũng đã kết thúc. Theo bạn thì giá trị của một Pcoin sẽ đạt được bao nhiêu khi đi vào mainnet mở? 9.000 một P hay 25 đô một P? Hãy để lại comment ngay bên dưới để cùng nhau thảo luận với mọi người. P-Network vẫn còn một chặng đường rất dài để chứng minh giá trị của mình trong mắt cộng đồng quốc tế. Chúng ta nên tìm hiểu cẩn thận trước khi đầu tư, tránh FOMO quá mức và bị kẻ xấu lợi dụng. Nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy subscribe, like, share để lan tỏa thông điệp đến với cộng đồng, giúp mọi người hiểu thêm về dự án P-Network. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.